ơi, hôm nay mình dẫn cả nhà mình vào cao tốc nhé. Cái đoạn này là từ chỗ Liên Hương Hồng Sơn, Liên Hương Hồng Sơn đi vào nhé. Đoạn này là khó làm nhất đây này, mà tiến độ bây giờ đang làm đây này. Các bạn thấy vất vả chưa? Hôm nay mình có cái em khủng long này đi theo nhé, mới dám vào đi chứ mấy bữa là đi xe kia là chỉ quay sơ sơ cho các bạn xem rồi. Đấy, còn hôm nay là mình đi dọc cao tốc luôn này cho mình quay cho các bạn này. Đấy, chi tiết luôn nhé các bạn này. Đấy, cái xe công vụ mà nó chạy dọc vất vả chưa. Đây, đường này là đường công vụ đó nha, chứ không phải là đường ấy đâu. Chép tốt nhất ở đây đấy cả. Đó, xe này, xe đang làm này. Xe đang phục vụ cho cao tốc các bạn thấy không? Lu này lu rung nhé, lu này lu 40 tấn cho cả nhà nhé. Đấy, thấy không? Đoạn này toàn là Hồng Sơn đúng không? Mà chưa có km bao nhiêu mình chưa biết. Này, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết nha. À, cái này không phải là Dầu Dây Phan Thiết mà cái này là đi từ Vĩnh Hảo về Phan Thiết đúng không? Đây mình đang để làm trên đường, cái đường Vĩnh Hảo về Phan Thiết này. Đoạn này đoạn Hồng Sơn. Đoạn này đoạn Hồng Sơn mới làm được vậy nha. Còn cái đoạn mà Phan Thiết Dầu Dây là làm tới 70% ở cái nhà nha. Đấy, cái đoạn này có km rồi mình quay cho các bạn nhà xem nhé. Đây hiện tại mình đang đi là đi đường trên đường công vụ nhé. Còn dưới đây vẫn là cao tốc này các bạn này. Km này là 203+00 nhé cả nhà nhé. Đấy, hôm nay mình đi con khủng long này mới vào đây được nha. Cái cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết này thì nó nằm sau thằng Phan Thiết Dầu Dây các bạn nhé. Nó khởi công sau mấy tháng á, thì bây giờ đang được như này rồi này. Còn hôm bữa mình quay cho các bạn xem là Dầu Dây Phan Thiết là đã đạt tới 70% rồi, giải đa dăm rồi nhá. Đấy, các bạn mà xem được video là nhớ chia sẻ cho mình cái nhá. Hôm nay vất vả vật vờ để đi quay cho các bạn xem này. Đấy, nên là chế độ nó không được nét lắm, nó hơi rung, các bạn xem các bạn thông cảm nha. Cho chuyên gia cao tốc không nói gì à? Đó, xe vẫn làm nhé. Đây các bạn thấy không? Đây này, đây một cái công trường này á, mà nó mấy chục công trường nhỏ nhỏ này luôn này, các bạn thấy không? Nghe rất là nhiều nha. Nó bây giờ mình phải đi đường dân sinh, đi tắt qua, đi bắt tắt qua đoạn này thì mới về được nha các bạn nhé. Trong cái đường công vụ trời mưa hơi khó đi này. Đấy, bây giờ mình phải đi vòng qua. Đây đoạn này đang làm cầu nhé cả nhà nhé. Đấy, cầu này cầu vượt đây. Đây có đường dân sinh cho đi ra này, đi ngang qua này đúng không? Đây là mẫu cầu vượt này. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn coi cái này phải nhớ cho kỹ nhá. Cái này là từ không, cái này là từ Vĩnh Hảo nha, Vĩnh Hảo Phan Thiết nha. Đây là đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết nha. Còn hôm bữa mình quay là từ Phan Thiết Dầu Dây đã hoàn thiện rồi. Ở đây đang làm nha các bạn nhá. Đấy, tất cả này mình đi đọc cái công trường này, công này đầy đủ hết nhá, mũi nào cũng đang làm hết nhá. Chắc chắn là cuối năm 22 là cao tốc Bắc Nam mà chạy qua đây được, ok rồi.